dám quản chuyện của gia đình tao. Tao phải đánh mày. Tôi để bà là mẹ vợ tương lai của tôi thôi. Đừng có mà quá đáng. Tao cứ quá đáng đấy. Mày làm gì được tao nào? Đủ rồi, có chịu thôi đi chưa, hả? Bố bớt giận ạ, uống tách trà này đi ạ. Hôm nay, hai đứa con gái này của tôi, mày, đừng hòng lấy được ai hết. Nếu ai muốn gả đi, thì tự lấy con gái mình mà gả. Con còn nhận ra chủ của Trần gia là ta đây nữa không? Bố già rồi. Không quản được nhiều như thế thì đừng quản nữa. Đúng vậy, bố à, nhà mình vốn đang tốt đẹp. Tên nhóc này tới một cái, liền làm cho nhà mình hỗn loạn hết lên. Các con tạo phản hết rồi. Ông nội. Bố, ông nội à, ông sao vậy? Ông đừng dọa con, cơ thể bình thường, hô hấp đều đặn. Nhưng mạch đập lại yếu quá. Chắc là do thuốc gây ra. Là ai trong các người đã cho ông uống thuốc mê vậy hả? Mày, tên nhóc mất dạy này, ngươi nói sằng bậy gì đó hả? Hiện tại, lão gia tử không lo được việc gì nữa rồi. Theo tôi thấy, phế thằng nhãi này đi, đầu xuôi đuôi lọt. Ai dám phách lối như vậy hả? Dám phế con trai tôi. Bố, sao bố lại đến đây? Bố biết ngay mà, con một thân một mình đến thành phố, kiểu gì cũng bị bắt nạt, không yên tâm về con, nên đến đây xem thử. Không ngờ rằng, con lại bị bắt nạt thật. Ông chính là bố của thằng nhãi con này à? Thằng nhãi già à? Đúng vậy, bà đây là bà thông gia nhỉ? Nhìn bà đẹp như vậy. Nhưng sao lại ngu thế, không nhận thằng con rể này? Im cái miệng thối của ông đi, ai là thông gia với ông chứ? Năm đó, tôi và lão gia tử Trần gia đã định hôn sự này. Cả nhà ông ấy lúc đó đều nhận, bà lại không nhận. Như vậy sao được, chúng tôi cứ không nhận đấy. Thì sao nào? Hai cha con nhà này kỳ lạ thật đấy, nghèo nàn quá lại nghĩ cách để trèo lên cao, cụ à. Tôi khuyên cụ, tốt nhất đừng có nói chuyện như vậy. Tuy chúng tôi là người nông thôn, nhưng mà chúng tôi cũng lòng tự trọng của chúng tôi. Đúng chứ? Mất hết mặt mũi rồi còn bày đặt lòng tự trọng. Tôi giờ ấy à? Cho hai cha con các người một cơ hội. Trong 10 giây, ra khỏi Trần gia của chúng tôi, thì tôi có thể không bỏ qua chuyện cũ. Còn nếu không thì hai cha con các người lành ít dữ nhiều đấy. Bố hỏi con, nàng dâu này, rốt cuộc con có muốn hay không? Đương nhiên là con muốn rồi. Em thư nhã tốt như thế, con không muốn em ở bên cạnh người khác. Vả lại, con sẽ không chịu uy hiếp từ bất kỳ ai đâu. Được. Trần Vạn Hải, ông nghe thấy chưa? Con trai tôi muốn lấy con gái của nhà ông, muốn làm con rể của Trần gia ông. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Phế hai bọn họ cho tôi. Đợi đã, tôi nói cho các người biết, tôi từng làm lính vài ngày, thân thủ rất lợi hại đấy. Đừng có tùy tiện ra tay. Nếu như để tôi ra tay thì không biết nặng nhẹ đâu đấy. Sao nào, làm lính vài ngày thì rất biết đánh à? Việc đánh nhau không giống như việc trồng trọt đâu. Bố sang một bên đi, cứ để con. Con trai ngoan. Được, biết bảo vệ bố với vợ rồi. Con nhất định sẽ trở thành người đàn ông tốt trong tương lai. À con gái, chồng con ấy à? Nhất định là một nhân tài trong tương lai đấy. Còn ngây ra đó làm gì? Lên. Sao vậy? Mày tưởng rằng mày quỳ xuống là tao sẽ không đánh mày nữa à? Bố, bố nói xem sao người thành phố lại không chịu được đòn đánh nhỉ? Họ chưa từng trồng lúa, đương nhiên là không có sức lực rồi. Nếu nói như vậy thì các người đều là phế vật rồi. Há có cái lẽ ấy? Tưởng rằng biết đánh nhau thì ghê gớm lắm à? Một cuộc gọi của tôi bây giờ sẽ bắt được ngay các người. Đội trưởng Vương ạ, nhà tôi có kẻ cướp, phiền anh đến đây bắt chúng lại ạ. Vâng vâng, anh nhanh lên nhé. Hai cha con các người đợi đấy. Hai người sắp bị bắt vô ngục ăn cơm tù rồi đấy. Con có sợ không? Bố, bố đã từng nói, người viên gia ta đội trời đạp đất,
hiểu sâu biết rộng, không hề biết từ sợ. Được, không hổ là con trai bố, bố cũng đảm bảo với con, nhất định sẽ giúp con cưới được cô vợ này. Vâng, hai người các ngươi ngang ngược quá nhỉ. Lát nữa, sẽ cho các người biết Mã Vương gia có bao nhiêu mắt. Bố có thể đừng làm lớn chuyện được không? Con thật sự nguyện ý. Thật mất mặt. Trần Vạn Hải, giờ ông đánh con dâu của tôi, tí nữa tôi sẽ bắt ông phải quỳ xuống cầu xin. Ông là cái thá gì chứ? Cướp ở đâu?